tiếp tục vào việc căn nhà này quý chị ơi. 3,2 tỏi, 3,2 tỏi vẫn còn nói chuyện mặc dù đã hời. Hời anh chị nhá. Hôm nay em Hải lại chọn ra một căn nhà hời để review và mang tới cho toàn thể anh chị tham khảo. Phương châm của em Hải review là đúng đủ chính xác minh bạch công khai, nên xem xong video của em Hải là hết sức thực tế. Anh chị ơi, nhớ đăng ký, nhớ follow kênh để đón xem những video tiếp theo ha. Căn nhà với kết cấu 2 lầu 1 tầng trệt, em sẽ gửi tới anh chị mình đây. Báo cáo anh chị mình là sổ hồng riêng nhá. Nhà nằm trong khu dân cư, quy hoạch chuẩn chỉ, đẹp. Đường 12m, thông hai đầu, tính luôn vỉa hè. Nhà của mình là nằm trong khu dân cư và liền kề với chợ Phú Phong anh chị nhá. Chợ Phú Phong đây, được chưa? Cái chợ này bám trên trục đường DT743. 500m anh chị ơi. À, hết sức thực tế. Căn nhà này chiều mới có điện, giờ ghi hình không có điện. Tại sao một căn nhà không có điện nhưng mà em Hải vẫn review? Tại vì anh chị biết rồi, hời à, đó. Hời nên là mình phải nhanh, mình phải vội anh chị nhá. Ghi hình cũng phải nhanh để cho anh chị mình tranh thủ và đi xem. Ngang 4m, dài 15m rưỡi, là 62m2, thổ cư hết, hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình luôn. Một căn nhà mà thông thoáng cho anh chị mình từ phòng khách đổ dài vào đây là nhà bếp. Một căn nhà mà hiện trạng bây giờ là không có đèn chiếu sáng, nhưng anh chị ơi vẫn rất sáng đúng không ạ? Ngày hôm nay mất điện quý chị nha, chiều là có đó ha. Bếp ăn mình đây. Ở cuối đây sẽ có một cái lối thoát hiểm cho nhà mình. Rồi bên đây là nhà vệ sinh anh chị nha. Nhà là tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần ngã tư Miếu Ông Cừ, 600m. Lên lầu anh chị nha. Phòng ngủ này to anh chị này. Lầu 1 hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín luôn. Nhà vệ sinh mình đây. Đó, được chưa? Phòng ngủ số 2. Đây ạ, mời anh chị xem phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này cũng có hẳn nhà vệ sinh bên trong cho anh chị mình luôn. Được chưa? Đây, nhà vệ sinh mình đây. Vậy là lầu 1, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ghép kín. Có ông đồng sẵn rồi nha, về lắp máy lạnh. Lên lầu 2 anh chị ơi. Lầu 2 quý anh chị, ở phía cuối nhà này sẽ có một cái sân sau giặt phơi đồ. Trước đây sẽ có một cái khoảng trống, nếu mà cần thiết mình có thể để đồ khô ở đây. Được chưa? Còn phòng thờ riêng ở phía trước và thêm một phòng ngủ nữa anh chị nhá. Đây mình xem cái sân sau này trước đi. À, chỗ đây là mình giặt phơi đồ nhá. Lối này mình lên trên nóc nhà nha quý chị nhá. Nhà vệ sinh lầu 2 đây, được chưa? Một căn nhà mà em đánh giá cao về công năng và độ thông thoáng quý chị nhá. Một căn nhà mà ngày hôm nay mất điện nhưng mà ghi hình vẫn rất là sáng quý chị nhá. Phòng ngủ số 3 đây. Đó, phòng ngủ số 3 đây rồi. Đây sẽ là cái phòng thờ, một cái phòng thờ cũng khá là rộng quý chị ạ. Căn này hướng tây, anh chị nào mà tây tứ trạch là hợp nhá. Anh chị nào xem video em Hải nhiều anh chị sẽ hiểu ha. 3,2 tỏi. Thời vẫn còn nói chuyện, anh chị nào thấy phù hợp vào việc